Ngày 28 tháng 9, tại Ủy ban Nhân dân xã Tiên Dương, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với tuyên truyền chuyển đổi số và cải cách hành chính năm 2024. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết, để triển khai thực hiện tốt các nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố Hà Nội, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã ban hành kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Huyện cũng đã tổ chức niêm yết nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng tại 100% các di tích, nhà văn hóa, các thôn, tổ dân phố, điểm công cộng. Qua đó từng bước đưa quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hội thi năm nay thu hút 24 trên 24 xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia, chia làm 2 cụm, mỗi cụm 12 đơn vị. Các đơn vị dự thi trải qua 2 phần thi, đó là phần chào hỏi và kỹ năng ứng xử. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tập duyệt bài bản, các đội đã mang đến hội thi màn chào hỏi giới thiệu ấn tượng thông qua các hình thức sân khấu hóa như thơ, ca, hò vè, đã giới thiệu khái quát về các thành viên của đội thi, sơ lược đặc điểm của địa phương đơn vị, đặc biệt là công tác tuyên truyền cũng như những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với tuyên truyền chuyển đổi số và cải cách hành chính trong hơn 6 năm qua tại đơn vị mình. Nhấn mạnh được vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong xây dựng người Đông Anh hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh. Ở phần thi kỹ năng ứng xử đã được mỗi đội mang đến hội thi bằng các tiểu phẩm được giàn dựng công phu sinh động, hấp dẫn, thể hiện sự năng động, khả năng và kỹ năng tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng, các cách làm hay trong thực tiễn công tác, từ đó đưa bộ quy tắc ứng xử trở thành nề nếp, thói quen trong cuộc sống, biến những quy định, những câu chữ trong các văn bản trở nên dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ thực hiện và tạo sức lan tỏa lớn trong toàn thể nhân dân. Với tinh thần học hỏi sáng tạo, các đội thi đã thể hiện xuất sắc các phần thi của mình. Đối với bản thân tôi, tham gia hội thi với tinh thần được giao lưu, học hỏi với các đơn vị bạn về cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thực hiện triển khai quy tắc ứng xử của thành phố, từ đó sẽ trao đổi thêm các cái kiến thức, kinh nghiệm trong cái quá trình để thực hiện và vận động nhân dân trên địa bàn xã Xuân Canh chúng tôi thực hiện tốt hơn nữa bộ quy tắc ứng xử của thành phố, hình thành nếp sống, thói quen trong giao tiếp, ứng xử văn minh, thanh lịch trong mỗi người dân. Và thông qua cái hội thi này thì tôi muốn gửi gắm đến mọi người dân hãy cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và cùng nhau xây dựng quê hương Đông Anh thành quận văn minh và hiện đại, nghĩa tình. Trong đó thì cái việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng sẽ đi vào cái đời sống và trở thành cái thói quen của mỗi người dân Đông Anh nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Theo tôi thì năm nay ban tổ chức hội thi quy tắc ứng xử nơi công cộng rất là chu đáo và thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân cùng tham gia hưởng ứng. Để mong muốn đạt giải cao nhất trong hội thi ngày hôm nay thì đơn vị xã Tiên Dương cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị và phân công cán bộ, công chức, viên chức tham gia cũng như là những người dân trên địa bàn thôn cùng tham gia bộ quy tắc ứng xử. Và cũng chuẩn bị cái chương trình tập luyện tốt nhất để cho hội thi ngày hôm nay. Đến với hội thi hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi lời chúc tới tất cả các đơn vị tham gia hội thi hôm nay. Đó là bình tĩnh, tự tin và đạt giải cao trong hội thi. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải nhất cho đơn vị xã Tiên Dương và Cổ Loa. Giải nhì được trao cho đơn vị xã Vĩnh Ngọc và Nam Hồng. Đồng giải 3 được trao cho đơn vị xã Mai Lâm và xã Việt Hùng. Hội thi là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa quy tắc ứng xử nơi công cộng, nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử để có hành động đúng đắn, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024.